Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Công an huyện Ninh Hải đã triệu tập anh Phạm Đình Dương, trú xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Người này hiện cho thuê dịch vụ mô tô nước tự phát tại khu vực Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cùng một số người có liên quan để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 10 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, Sở đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc nữ du khách tố bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh. Theo thông tin từ chị Nguyễn Diệu Linh ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 5, chị Linh cùng hai người bạn nam giới tới khu vực biển Bãi Kinh để tắm biển và chèo súp. Trong quá trình sử dụng thuyền súp đã gặp sự cố khiến thuyền bị lật, bạn chị Linh bị sóng kéo ra xa. Trước tình hình đó, chị Linh đã kêu cứu anh Dương là nhân viên mô tô nước gần đó. Anh Dương yêu cầu chị Linh thuê với giá 200.000 đồng và chị đồng ý. Quá trình cứu vớt, anh Dương qua kéo thuyền súp mà không cứu người vì thấy hai người bạn của chị Linh có mặc áo phao cách bờ khoảng 10 mét đang bơi vào bờ. Do bức xúc vì không cứu bạn mình, chị Linh và anh Dương xảy ra tranh cãi. Chị Linh cầm điện thoại lên quay, thấy vậy anh Dương xông đến, dùng tay hành hung trúng vào tai bên trái của chị Linh, không cho chị Linh ghi hình. Sau khi về lại Hà Nội, chị Linh đi khám, phát hiện bị thủng màng nhĩ tai bên trái và đã đăng tải vụ việc bị hành hung lên mạng xã hội. Ngày 7 tháng 5, Công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại Công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã gửi lời xin lỗi đến người đại diện của chị Linh và chỉ đạo gửi thư xin lỗi trực tiếp đến chị Linh. Hiện nay vụ việc đã được cơ quan chức năng thụ lý theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đã làm thủ tục trưng cầu Viện Pháp y Trung ương giám định thương tích của chị Linh để có căn cứ xử lý theo quy định trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực Bãi Kinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị dừng tổ chức hoạt động chèo thuyền súp trên biển vì chưa đảm bảo một số điều kiện quy định. Ngày 11 tháng 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo kết quả xác minh vụ nữ du khách tố bị hành hung thủng màng nhĩ tại khu vực Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Theo báo cáo trên, Công an huyện Ninh Hải đã triệu tập Phạm Đình Dương, 31 tuổi, ngụ thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, là người hành hung nữ du khách, cùng một số người liên quan làm việc để xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, Công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ làm việc trực tiếp với nạn nhân tại thành phố Hà Nội. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải đã thụ lý vụ việc theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Cơ quan điều tra đã làm thủ tục trưng cầu giám định thương tích của nữ du khách tại Viện Pháp y Trung ương để có căn cứ xử lý theo quy định. Liên quan đến việc nữ du khách DL ở Hà Nội bị các đối tượng lái mô tô nước hành hung dẫn đến thủng màng nhĩ tay trái tại Bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, ông Phan Đức Cường, trưởng phòng Quản lý Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã liên hệ và xin lỗi nữ du khách này qua điện thoại và thư. Trước đó, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ nữ du khách DL bị hành hung tại Bãi Kinh. Các đơn vị liên quan được yêu cầu có biện pháp xử lý kịp thời, thấu đáo, phù hợp, đúng quy định, đồng thời liên hệ có thư xin lỗi đến du khách bị hành hung, đảm bảo kịp thời, trang trọng. Kết quả báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Hành động xin lỗi qua điện thoại và thư của ông Phan Đức Cường cũng như chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận là kịp thời, rất đáng hoan nghênh. Với bất kỳ lý do gì thì việc một du khách bị những đối tượng lái mô tô nước hành hung bằng cách động tay động chân trong một khu du lịch là điều không thể nào chấp nhận được. Đây là hành động có tính đuổi khách, không chỉ thể hiện sự nghiệp dư, sự thiếu đồng bộ trong tư duy du lịch mà để lại hệ lụy lâu dài đối với du lịch của Ninh Thuận. Tư duy du lịch là chữ dùng của tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đặt ra từ gần 10 năm trước khi bàn về sự kết nối giữa con tim với con tim, một trong những đặc tính cần có của du lịch. Đại ý là du lịch của một địa phương hay đất nước muốn thành công và bền vững thì ngoài đào tạo đội ngũ nhân viên du lịch chuyên nghiệp còn phải đào tạo người dân và phần còn lại, kể cả lãnh đạo, có cái tâm của một người chủ hiếu khách. Du lịch của một địa phương, một đất nước, đặc biệt là du lịch biển, đến một lúc nào đó sẽ có sự tương đồng, giống nhau về hạ tầng, chất lượng dịch vụ. Và lúc đó thì sự hơn nhau, lợi thế cạnh tranh sẽ nằm ở yếu tố thân thiện, sự kết nối giữa con tim với con tim. Đây chính là một trong những động lực chính khiến du khách nhớ mãi hoặc quyết định sẽ quay trở lại thêm lần nữa, rồi lại lần nữa. Du lịch là một ngành công nghiệp không khói mang lại giá trị gia tăng cao, nhưng thị trường du lịch có lẽ là loại thị trường khó tính nhất so với các loại thị trường khác. Kinh nghiệm từ những nước thành công trong phát triển du lịch cho thấy, để bơi tốt trong thị trường này thì chính quyền địa phương phải là cơ quan điều tiết và đảm bảo nói không với rất nhiều thứ. Trong đó, quan trọng nhất là nói không với không kiểu kinh doanh có tính chụp giật, lừa dối và chặt chém theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, hay việc đánh du khách đến thủng màng nhĩ như vừa xảy ra ở Ninh Thuận. Nhắc đến những vụ hành hung khách du lịch, hẳn quý vị còn nhớ đến vụ nhân viên của quán Tám Mẹo tấn công du khách ở Nha Trang, Khánh Hòa vào khoảng tháng 5 năm 2023. Sau khi tiếp nhận thông tin, chủ quán hải sản đã cho tạm ngưng công việc của nhân viên và đồng thời giảm 50% lương của nhân viên này. Chiều 24 tháng 5 năm 2023, ông Trần Văn Phúc, chủ quán Tám Mẹo, địa chỉ 40 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sự việc ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của quán và cũng ảnh hưởng đến du lịch chung của thành phố Nha Trang. Ông Phúc cho biết thêm, nếu hôm đó ông ở quán thì sẽ không có việc gì xảy ra. Do đi công việc rồi mới xảy ra như vậy. Ông làm ăn xây dựng quán đã 10 năm nay, chưa có trường hợp nào xảy ra. Được biết, các nhân viên liên quan đến việc tấn công du khách đã làm việc với cơ quan công an. Riêng quán cho các nhân viên này giảm 50% lương, đồng thời tạm dừng công việc. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 5, chị Lê Thị Ánh Tuyết, du khách ở tỉnh Lâm Đồng viết trên Facebook tố cáo nhân viên quán hải sản trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang đã hành hung chồng của chị. Theo phản ánh của chị Tuyết, trưa cùng ngày, sau khi ăn ở một quán hải sản, xe máy của họ gặp vấn đề. Người chồng phải dắt xe chạy bộ để khởi động. Phía sau có một người đi xe cùng chiều phụ đẩy giúp, song xe không nổ. Họ phải dắt xe máy quay đầu lại. Lúc đi qua nhà hàng hải sản trên đường Trần Phú, bất ngờ một nhóm nhân viên 8-9 người ra. Có người cầm gậy xông tới tấn công vào mặt, đầu và lưng của chồng chị. Khi chị quay lại, nhóm này vẫn tấn công. Ông Phúc thông tin, cùng lúc đó, trưởng công an phường Vĩnh Nguyên đi công việc nhìn thấy nên đề nghị giải tán, đồng thời mời hai bên về làm việc nhưng bị từ chối. Ông nghĩ mọi người đã xong nên không để ý nữa. Sau đó thì xuất hiện bài đăng đòi tẩy chay quán Tám Mẹo. Ông liên hệ mời chị T làm việc nhưng người này từ chối, đồng thời có đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị giải quyết. Chủ quán Tám Mẹo cho rằng việc đăng bài viết tẩy chay quán hải sản TM khi sự việc chưa được các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các bên. Nội dung bài viết được chia sẻ trên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quán, cũng như hình ảnh uy tín của du lịch thành phố biển Nha Trang. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.